Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, phát sóng vào lúc 20h15 tối Chủ nhật ngày 29 tháng 8 năm 2021. Trong chuyên mục An toàn giao thông tuần này, sau phần tin phản ánh về công tác tuần tra, kiểm soát tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường 380 của lực lượng công an huyện Văn Lâm, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự phản ánh về những vất vả, nhọc nhằn, kiên trì của lực lượng phòng chống dịch tại các điểm chốt chống dịch trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Sau một tháng tăng cường, xử lý nghiêm các xe trốn phí đi qua địa bàn, Công an huyện Văn Lâm đã phát hiện lập biên bản 11 trường hợp, xử phạt trên 10 triệu đồng với 7 trường hợp và tước giấy phép lái xe 2 tháng. Tình trạng lưu lượng xe qua đây đã giảm đáng kể, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, đảm bảo sự an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, về lâu dài vẫn cần có sự phối hợp của Công an thị xã Mỹ Hào mới xử lý triệt để tình trạng này. Những ngày tháng qua, hình ảnh các cán bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh không quản ngại mưa nắng, ngày đêm sát cánh cùng các lực lượng y tế, quân đội, thanh niên thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng dân. Ghi nhận tại các chốt kiểm dịch phía Bắc trên quốc lộ 5, nơi cửa ngõ quan trọng của tỉnh, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người và phương tiện ra vào từ thành phố Hà Nội hay các tỉnh khác đi về. Trung tá Trần Việt Tiến, cán bộ công an huyện Văn Lâm cho biết, tại các chốt chỉ có từ 18 đến 20 người. Dù lực lượng mỏng, mỗi ngày cán bộ chiến sĩ chia làm 3 ca trực và xoay vòng để có thời gian nghỉ ngơi, lấy sức. Nói là làm việc 8 tiếng một ca, nhưng có những lúc phương tiện lưu thông nhiều, các chiến sĩ vẫn căng mình để kiểm soát mọi phương tiện người qua lại chốt. Tôi là những người trực ở cái điểm chốt đầu tiên của tỉnh Hưng Yên giáp ranh với cả Hà Nội. Cho dù là cũng biết là cái vị trí này nó rất là vất vả, nhưng mà anh em cũng đã cố gắng, thậm chí là không ngại gì thời tiết. Chúng tôi không những kiểm tra từ xe ô tô, xe máy, thậm chí kiểm tra cả xe đạp và người đi bộ. Khó khăn thì thực sự là anh em cũng rất là khó khăn. Đấy, và lực lượng thì cũng tương đối là mỏng. Do phải giải đều nên đa phần các chốt làm bằng khung che chắn tạm bợ. Chốt lớn vừa đủ anh em sinh hoạt, chốt nhỏ phải chia sẻ nhau từng khoảng trống vài mét vuông để tạm ngả lưng gắng sức sau ca tuần gác. Những bữa ăn gấp gáp chỉ với bánh mì, mì tôm hay cơm hộp để làm sao dành nhiều thời gian nhất cho công việc trực chốt. Trong điều kiện thiếu thốn cơ sở vật chất, công tác phòng hộ, bảo hộ cho lực lượng đều thiếu thốn, nên mọi người rất vất vả, có thể nguy hiểm cho bản thân do tiếp xúc nhiều người, đặc biệt là vào ban đêm và những hôm trời mưa gió tầm tã, xối xả. Cái cuộc sống của anh em ấy là rất là khó khăn, là như là ăn uống này thì là ăn bằng cơm hộp này, rồi là sách khẩu trang thứ này là không đầy đủ. Trực đêm trực hôm á thì chị em chúng tôi ngày nào cũng là tham gia các chốt trực này, là đi từ tối hôm nay đến 6 giờ sáng hôm sau mới về. Anh em tôi phải cố gắng động viên nhau thì cùng nhau là vượt qua những khó khăn này để hoàn thành nhiệm vụ. Đêm xuống, khi mọi người vội vã về với gia đình để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc hoạt động, nhưng các cán bộ chiến sĩ tại các chốt này vẫn miệt mài làm nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện giao thông, đảm bảo an ninh trật tự. Hiện tại ở tổ chúng tôi thì một tổ duy trì là 6 đồng chí. Mật độ phương tiện giao thông thì tuy là rất là lớn thì anh em vẫn lực lượng còn hơi mỏng, bao gồm có cả lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện, lực lượng quân sự, thanh tra giao thông và y tế. Thì anh em chúng tôi là duy trì 24/24 việc kiểm soát bất kể các phương tiện là người nào qua chốt đều lại kiểm soát về giấy tờ đủ điều kiện âm tính thì chúng tôi mới cho các chốt được. Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 của tỉnh đã trải qua hơn 3 tháng. Trong thời gian tới, có thể dịch Covid-19 sẽ diễn biến ngày càng phức tạp. Với tinh thần trách nhiệm cao, phải luôn đối mặt với những nguy hiểm, những thiếu thốn, những nhọc nhằn, nhưng các cá nhân, cán bộ chiến sĩ sẽ vẫn còn phải tiếp tục cố gắng để hoàn thành trọng trách của mình, đem lại sự bình yên cho nhân dân. Chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn vào chuyên mục này tuần sau.